Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của chương trình Nail View với ba anh em Tân Tiến Tú. Hồi nãy ba anh em chia sẻ những cái khía cạnh trong cái cuộc sống riêng của mình. Tuy nhiên, đây là một cái chương trình Nail View thì anh muốn ba em cho chút xíu về cái động lực nào mà tụi em bước vô trong cái thị trường nail của Việt Nam của chúng ta. Gia đình em là qua Mỹ năm 1994 là có ba chị với một anh là khi mà học high school xong á là đã actually before high school vừa đi học xong rồi tập về làm nail rồi khi mà xong á là gia đình lên Moon từ Reading Pennsylvania lên Moon New Jersey rồi thì mở làm nail xong rồi có mở cái tiệm nhỏ á, thì từ từ gia đình build up thì ba đứa em thì khi mà nhỏ thì don't want to do nails. Yeah, mình không có muốn. Không nhưng mà có nghĩa nhà phản đối lại. Yeah, nhưng mà Việt Nam thì mình biết là không có bây giờ mình no matter if you don't want to do nails, you're gonna know somebody người Việt làm nail cho lên. Khi mà ba đứa em đi lính xong á thì có tiền thì mình save up á thì khi mà tiệm nail của chị em thì cũng làm ok. Nhưng mà khi mà ăn của em xong thì anh không muốn làm nail nữa nhưng mà muốn he want to get into the you know the distribution business, you know nail supply thì anh chắc cờ bạc quá này hết. Nhưng mà gia đình thì anh bảo ai có tiền thì bỏ vô đi. Bỏ vô chung. Thì ba đứa em với gia đình ai cần gì thì mình cứ giúp, mình không có cần phải ask question why, you know thì anh em mà từ cha từ mẹ tới thì mình không có care cho nên save up money thì đưa cho anh cũng làm được mấy năm rồi thì có nghĩa là bao nhiêu tiền tích lũy trong trong trường lính. Lái máy bay xong á đi tập lái máy bay 2 năm xong rồi thì về nhà thì cũng bảo ok thôi bây giờ mình cũng lái máy bay cũng được nhưng mà let's get back into the business cuz gia đình từ nhỏ cũng muốn ai cũng có máu làm ăn hết. Cho nên bây giờ thì business thì ok doing well thì anh thì với vợ của anh thì làm hai người không có được. Cho nên you know hỏi có ai muốn giúp không thì tất nhiên tiền mình trong đấy mình phải coi như bỏ đầu tư vô giúp. Dạ vâng. Thì mình thì cho nên ba đứa em cũng có you know we have some kind of idea thì ai cứ có idea gì thì mình cứ try to help each other out, you know, mình giúp. Nhưng mà từ cái ý tưởng đó thì làm sao tụi em ra được những cái sản phẩm riêng cho tôi phải tích lũy là em phải làm nail rồi em phải biết được là cái khó trong ngành nail mình như thế nào rồi từ đó em mới nảy ra những cái sản phẩm để giúp cho thị trường nail chứ. Dạ vâng. Thì càng nhiều người thì ai cũng có idea khác hết thì mình có especially Tú á là về computer về everybody's good at something so so về nail là em không có biết nhiều lắm because you know I never work in a nail salon I sit at home and I play video games all day. Mà từ video game nó nảy hay cái nail nó mà là hay đó. But sooner or later the you know the nail business will drag you in so tại vì em là computer này em you know cái gì em cũng làm ở trong computer website system programming. Thì em cũng là designer. I'm the back I do the systems end of the business I manage the back end. Okay. Vậy còn em tiếng em là customer service nhưng mà customer service in English. Không, nhưng mà em customer service là đúng rồi, tại vì em cười có duyên, đẹp trai mà trẻ nữa, có nghĩa là em đúng nói xong mấy anh này không chịu, tại vì nói người đó đẹp trai trẻ thôi, ba người đều vậy. Nhưng mà rồi ba anh em ngồi lại với nhau thì ngoài ra thì còn ai trong gia đình nữa nhau khi mà ngồi lại với nhau thì để mà thành lập ra một cái công ty và một cái sản phẩm đúng không? Thì có anh lớn anh Tuấn. Anh là ra he started the business. Sau đó có vợ của anh là chị Ngân thì cũng là designer. Especially she try to come up with new idea thì có cái gì lạ hay là gì thì she brainstorm new trends. You know colors màu mà khách thích nhất á. You know like popular colors on social media. We follow the trend. And mình biết là người ta cần gì là mình work hard to develop that. Nhưng mà cái ngành nail là cái ngành rất là đa dạng. Tại sao tụi em không ra những cái sáng chế về vấn đề máy móc hay là không ra về vấn đề acetone thí dụ vậy đi, nhưng mà tại sao là màu? Em nhìn được cái gì ở trong cái ngành nail mà em quyết định ra là sản phẩm màu? Thì hôm trước lâu rồi anh Tuấn cũng làm máy móc. Nhưng mà it was just only him, tại một anh Tuấn thôi. Thì anh Tuấn làm giống như là business là mình làm thì mình cũng fail. Mình fail nhưng mà mình phải build it back up. Có nghĩa là mình học hỏi từ cái thất bại đó rồi mình mới thu thập thêm. Đây là tại sao mà come up với những cái màu nè. Tại vì
là phi công phải bay lên trên bầu trời mà từ trên trời nhìn xuống rất là nhiều màu sắc xinh đẹp. Ủa sao họ hay vậy ta? Sao trong gia đình đâu mà sao biết hay dữ vậy? Thấy nè, đây nè, sky beauty đúng không? Đây là phi công đúng không? Thì người ta bay trên trời và nhìn thấy rất là nhiều màu sắc, những màu cầu vồng, những thế này thế kia thì mới ra những cái sản phẩm như thế này đúng không? Và nếu những cái sản phẩm này thì nó có cái gì đặc biệt? Cái này là painting gel, so this kit is basically cho mấy người nail artist mà ai mà muốn vẽ trong móng tay, so it's, we use that để mix với also the gel polish, để you know, it also comes with the brush, so người ta lúc mà người ta học they want to learn how to do fine designs, you know, pictures or something creative, like, you know, instead of painting in the picture, they paint on their nails. Có nghĩa ngày xưa thì nó là airbrush, thì bây giờ là dùng cái này giống như là một cái nước sơn, rồi dùng cái tài khéo léo của người thợ rồi mình vẽ những cái hình gì mà đó. Cái này là gel chứ không phải là sơn. Hay quá. Rồi ngoài ra thì còn những cái sản phẩm gì nữa? Cái này, so we have art foil and then the glitter and you know, basically just accessories để cho nó go with whatever designs. Còn thấy không có thấy trên bàn có một cái chai gel nào hết, thì những chai gel đó đang ở đâu? Hôm qua là trong customers' bags, back at home in their luggage. Hay quá, đó là hết rồi. Chúc mừng anh em. Nhưng mà ba anh em ngồi lại với nhau cùng với anh cả trong gia đình như vậy, thì từ vấn đề một cái gia đình làm nail, rồi nail supply, rồi bây giờ tụi em ra cái sản phẩm như thế này, thì tụi em có cảm thấy hãnh diện hay không khi mà mấy anh em quyết định ngồi lại với nhau để mà cống hiến một cái khả năng của mình trong cái ngành nail? Tiếng Việt không giỏi mà hãnh diện không biết hãnh diện ấy. Do you proud of yourself by with your dedications and with the products that you promoted to enhance the nails market in general, but more specifically for the Vietnamese nails industry? Yeah. Are you proud of yourself by making that decision with all the brothers sitting down to promote this? See, of course we're proud of ourselves, but not just because we're businessmen, but you know, we're proud to be Vietnamese, người Việt. Mình biết là ba mẹ, you know, mang qua 8 con qua Mỹ. Tất nhiên là mình phải proud to be Vietnamese because we work hard. Qua đây đâu có maybe có 100 đồng thôi, mà bây giờ mình able to give back, you know, mình ra sản phẩm để bán cho người Việt làm nail. Nhưng mà trong gia đình, khi mà tụi em là một người phi công, một người cống hiến trong quân đội Hoa Kỳ, khi em phát minh ra cái ý tưởng này và em muốn làm trong ngành nail, thì gia đình, nhất là ba mẹ, phản ứng như thế nào? Thì ba mẹ cũng bây giờ very happy. Ba em cũng lớn rồi, cho nên ba mẹ cũng happy. Mình muốn miễn sao là as long as we're working, you know, mình có cái gì mình làm, chứ không có ngồi im hay là... Thì bây giờ là ba anh em làm cái ngành này chính thức full time luôn hay là vẫn còn trong quân đội? Vẫn còn trong đội, thì cứ một tuần đi qua chỗ New Jersey, là mình cứ một tuần mình đi bay 2-3 lần. Khi mình bay xong, bay buổi sáng từ khoảng chừng 6 giờ tới 11 giờ, 11 giờ xong thì mình giúp anh Tuấn về làm ở IGL với Thì bây giờ công ty này đang nằm ở đâu và có bao nhiêu nhân viên, và cái hiện tại là tụi em đang phân phối những cái sản phẩm này đi đến những cái quốc gia nào? Thì công ty thì đang ở Lakewood, New Jersey. Rồi employee là khoảng chừng 20 cho tới 25 employee. Đó là một con số rất là lớn. But young employees. Oh, young employees. Có nghĩa là tụi em là second generation trong cái ngành nail. So we have a different mindset. We introduced, you know, the old mindset and new mindset, so that way it improved much better because everybody think differently, you know. The new generation Vietnamese, all about technology. like em á, là cái gì technology là em giỏi, so social media, you know, marketing, trong internet, Facebook, Instagram, là cái đấy là I know how to do that. But old generation, you know, they might have problem, tại vì they didn't grow up with computers. So that's where the weakness is in the company, and that's where we balance out cái weakness đấy. Tại vì, you know, I'm good at that, but Anh Tuấn không good at you know, marketing. So that's where we work together as a team. Because một cái câu hỏi cuối cùng mà anh muốn hỏi mấy em là, tại vì chương trình thời lượng của chúng ta cũng đã gần hết. Tụi em hy vọng gì trong cái ngành nail của chúng ta trong tương lai? What would you hoping for the nails industry for many years ahead? Thì industry thì mình về industry nail là cho giúp đỡ cho người Việt, thì that's, you know, that's our main goal, is người Việt, especially
Even though business, we want to do it ourselves, but we want to be able to help out a lot of Vietnamese people, you know, and get everybody to be on the same page. Ai cũng, you know, especially mua đồ sản phẩm của người Việt. Thì người Mỹ mình biết người Mỹ đã giàu rồi, bây giờ it's out there. Cái ngành nail không có chừa một cái ngành nghề nào hết á. Ngành nail là từ các ngành nghề mà vào, kể cả những anh em trong quân đội cũng vào trong ngành nail. Tôi chứng tỏ là ngành nail mình phát triển rất là mạnh, đúng không anh Nhân? Thay mặt cho quý khán giả của chương trình Nail View, anh chúc mừng ba em nói riêng cũng như là toàn thể gia đình đã cống hiến cho cái ngành nail Việt Nam của chúng ta một cái sản phẩm mà anh nghĩ rằng là họ rất là quý mến và trân trọng. Trước khi rời làn sóng thì chắc anh mời ba em có đôi lời ngắn gọn chào quý khán giả. Thì em tên Tân, em chào khán giả, thank you. Em tên Tiến, em xin chào quý vị. And em tên Tú, and just want to say thank you everybody. Bye. Những lời tâm sự rất là dễ thương và chân thật của những anh em thế hệ trẻ trong ngành nail của Việt Nam chúng ta. Hy vọng rằng quý vị đón nhận những sản phẩm của những anh em này như là món quà trong ngành nail của Việt Nam của chúng ta. Thay mặt chương trình của Nail View, cảm ơn một em một lần nữa. Cảm ơn công ty MC Spa Franchise đã bảo trợ cho chương trình Nail View ngày hôm nay. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty 844-626-2452, 844-626-2452. Nhân Trần, Phương Trang và Tân Tiến Tú xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kỳ tới.